bên phải là về Sài Gòn anh chị ha. Bên trái thì chúng ta bây giờ có tên là 30 tháng 4 trước năm 1975 và tên là Trịnh Hoài Đức. Đường xá Biên Hòa ngày hôm nay thay đổi nhiều, ở đây rạp hát nè. Đó, ga Biên Hòa, hình ảnh ga Biên Hòa. Đẹp anh chị. Nhưng mà nó chỉ có một đoạn thôi. Chị xem nha, chợ vắng lắm anh chị ơi, không có ai mua bán hết. Sunny Đoàn thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sunny đang đứng ở một con đường với hàng cây bóng mát, rất là mát. Đây là con đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, rất là xa Sài Gòn, cách cũng khoảng 30 mấy km. Và với video clip này, Sunny sẽ cùng với anh chị đi những con đường cũ của thành phố Biên Hòa anh chị ha. Con đường này đó, phía sau lưng Sunny đó thì về Hồ Chị An, Mã Đà, nó đi xa lắm chị, huyện Vĩnh Cửu rồi đó. Còn đi thẳng đó thì một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ gặp một cái bồng binh. Bên phải là lên cầu Hóa An, cầu mới để về với lại Thủ Đức, về Sài Gòn theo quốc lộ 1K. Và bên trái cũng là quốc lộ 1K để về với con đường đó, có cái cổng để đi vào phi trường Biên Hòa và bệnh viện Biên Hòa đó anh chị, rất là nổi tiếng. Và Sunny sẽ đi con đường Cách Mạng Tháng 8. Ngày xưa thì có cái tên là Nguyễn Hữu Cảnh và Hàm Nghi. Từ đó thì Sunny sẽ đi tới nhà thờ Biên Hòa, sau đó về ga Biên Hòa chị ha, ga xe lửa đó. Rồi, anh chị thấy cái cầu phía trước không? Đó là cái cầu Hóa An đó, cầu còn mới bây giờ anh chị. Nó dựa trên cái cầu cũ, mở rộng, xây lớn và mở rộng ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi con đường Cách Mạng Tháng 8 anh chị ha. Nguyễn Hữu Cảnh, Hàm Nghi, năm xưa. Bên phải là về Sài Gòn anh chị ha. Bên trái thì chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 1A. Rồi, Sunny đi thẳng, đây là theo Sunny được biết đây là cũng là một con đường xưa cũ của thành phố Biên Hòa. Biên Hòa thì có rất là nhiều cái địa danh mà Sunny cũng muốn khám phá sau này để chia sẻ với anh chị, nhưng mà chắc lâu lâu mới đi lên một lần. Đi lên đây nó xa, đặc biệt là cái mùa này sao nó nóng lắm. Con đường xưa cũ và con đường này Sunny nhớ có đường rầy cắt ngang. Và ở đây có một cái khu dân cư rất là đẹp. Thôi, cái đó để khám phá sau anh chị. Mình sẽ đi con đường cũ thôi. Nhà cửa cũng rất là khang trang. Và bây giờ thì 12 giờ 35 phút ngày 3 tây tháng 5 2024. Nhà nhà người người đều buôn bán anh chị ha. Không có thấy người mua, có thể là giờ này người ta núp nắng rồi, trốn nắng. Sunny cứ đi rề rề như thế này để anh chị nhìn thấy đường phố và hy vọng rằng cô chú anh chị có kỷ niệm ở Biên Hòa sẽ nhìn thấy những con đường. Sunny thì lên biết Biên Hòa và cũng đi vòng vòng Biên Hòa thì năm đâu 99-2000 lận. Rồi sau đó cũng lên đây đi công việc, công tác, mở rộng thị trường, hàng tiêu dùng. Nhưng mà không có tìm hiểu nhiều. Và Sunny cũng không có rành về Biên Hòa, chỉ biết cầm camera
chạy như thế này để chia sẻ cùng với anh chị. Đường phố cũng rộng rãi, sạch sẽ. Phường Hòa Bình nha anh chị ha. Đây là cái khu vực mà mang tên là phường Hòa Bình. Cơ quan hành chánh cũng nằm trên con đường này. Bên phải là chúng ta đi ra chợ, khu vực chợ. Đây là một con đường có rất là nhiều các đơn vị hành chánh của Biên Hòa, ngân hàng. Cái hướng bên phải là mình đi vào chợ à, chợ Biên Hòa. Đi con đường theo cái bờ sông Đồng Nai rất là đẹp. Thì đối với Biên Hòa thì quanh quanh chợ thì nó có những dãy phố lầu, những căn nhà xưa. Nó giống như cái khu vực chợ lớn anh chị. Người Hoa thấy chữ chữ Hoa nhiều lắm. Chúng ta vẫn đi trên con đường Cách Mạng Tháng 8, con đường Hàm Nghi. Rồi, gần tới chúng ta, trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Biên Hòa, anh chị thấy không? Nhà thờ Biên Hòa đó, gần đây để chia sẻ với anh chị. Đây là trung tâm hành chánh ủy ban Biên Hòa. Thay vì Sunny đi thẳng để chúng ta ra dòng sông Đồng Nai, bây giờ Sunny sẽ quẹo trái. Bây giờ có tên là 30 tháng 4 trước năm 1975 mà tên là Trịnh Hoài Đức. Mình cùng nhau đi anh chị ha. Rất là vui thực hiện các clip này để chia sẻ hình ảnh Biên Hòa ngày hôm nay. Con đường Trịnh Hoài Đức đây. Đây là cái khu vực trung tâm hành chánh từ xưa đến giờ. Đây có một cái nơi trường quốc tế Bắc Mỹ nè. Trường quốc tế luôn đó anh chị. Đây cái thủy đài, có thể là nó là thủy đài ở ngày hồi đó đến giờ. Có những cái con đường rợp bóng cây. Trời ơi, mát mẻ, chị thấy không? Mát mẻ quá. Đi thẳng thì hình như là con đường Hưng Đạo Vương. Bên phải thì về ga Biên Hòa. Bên trái thì chúng ta sẽ vòng cái bờ hồ.
đường xá Biên Hòa ngày hôm nay thay đổi nhiều. Ở đây rạp hát nè, đây một cái rạp hát. Giờ cái rạp hát bây giờ nó trở thành giống như cái nhà kho á chị, nhà hoang. Căn nhà cũ, có những căn nhà cũ dãy phố lầu. Không biết ở đây là có một cái hồ phía bên trái anh chị, nhưng mà Sunny sẽ có phải con đường này để vào ga không ta? Thôi cứ đi vòng vòng đi anh chị ha. Đây là con đường mang tên là Hòa Huy Giáp, quẹo lại. Huy Giáp là ngày xưa là quốc lộ 1A. Sunny cũng đang tìm kiếm con đường để Sunny đi đây. Lát mình dọc cái bờ hồ sau nha anh chị, cái công viên. Và Sunny sẽ quẹo con đường này để chúng ta vào ga. Hưng Đạo Vương, đây là con đường mang tên là Hưng Đạo Vương. Tên đi sẽ chạy rất là chậm, tại vì con đường này đi vào ga là không thể nào thay đổi được cái cơ sở hạ tầng của ga. Thì nó là những căn nhà cũ, những con đường. Mà anh chị có kỷ niệm thì xin anh chị chậm thôi. Thế mạnh của Biên Hòa thì nhờ vào khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp. Thế mạnh nhất là khu công nghiệp. Khu công nghiệp nó rộng lớn ngay chỗ cái kho đạn Long Bình đó anh chị, cả ba Vũng Tàu đó. Đó, ga Biên Hòa, hình ảnh ga Biên Hòa. Ga Biên Hòa nhỏ nhỏ thôi anh chị. Thôi mình đi vòng lại anh chị ha. Ga Biên Hòa nhỏ lắm. Rồi mình sẽ đi ra để mình đi một vòng cái hồ. Cái hồ nước đó là cái hồ có tên là Công viên Biên Hùng. Còn thời gian thì Sunny sẽ đi những cái phố lầu ở chợ. Ở chung chợ Biên Hòa thì Sunny có quay một lần rồi, nhưng bà con bây giờ quay vợ thì buồn lắm, nó quay cũng chẳng biết nói gì, cứ đóng cửa
sàn sạp. Nó buồn lắm, nó quải lắm anh chị. Quải chạy đầu lắm. Dòng cái bờ hồ anh chị, công viên đẹp lắm, mát mẻ, cây xanh mát mẻ. Nhưng mà có một cái điều xin y thấy ngay chỗ công viên cái miếu trứng biên á, sao mà không có ai chăm sóc gì hết. Đây là con đường 30 tháng 4 có tên là Trịnh Hoài Đức nha anh chị ha. Ngày xưa có tên là Trịnh Hoài Đức và Sunny sẽ quẹo trái. Con đường Trịnh Hoài Đức là đổi thành con đường này. Cái cổng chào công viên rất là mát và con hệ thống cây xanh. Ở đâu mà thành phố nào mà có hệ thống cây xanh thì rất là mát mẻ, và tối thì xin đi để ý có những cây dù di động thì tối có thể đây là một cái khu vực của phố ẩm thực, cái hồ. Thì thấy giữa thành phố có cái hồ cũng rất là hay. Và con đường này xin đi để ý quán nhậu, quán cà phê, quán ăn nhiều lắm. Ở đây nó gần sát lại bờ hồ, xin đi sẽ qua đây để chia sẻ với anh chị. Nhưng mà nó chỉ có một đoạn thôi. Bên con đường hướng bên kia giống như một cái cơ quan đơn vị hành chánh nhà dân. Nếu mà nó có một con đường vòng thì nó rất là đẹp. Những cái lễ hội Biên Hòa để xây dựng thương hiệu Biên Hòa về du lịch thì tối làm những cái lễ hội hoa đăng nè. Rồi trên bến dưới thuyền mô hình thu nhỏ thôi cũng thấy rất là được. Cái này là chúng ta nhìn ở bề nổi thôi, bề nổi của thành phố Biên Hòa. Để hiểu thêm về cuộc sống đó, thì mình phải đi sâu vào bên trong những cái xóm hẻm. Này quẹo trái anh chị ha. Con đường có hàng cây rất là đẹp. Đây là con đường mang tên là Phan Đình Phùng. Một điều rất là ngạc nhiên khi mà đi Biên Hòa thì đi thấy đường xá rất là sạch sẽ. Nhưng mà về cái lề đường
lề đường cũng rất là khó đi. Lý do người ta cũng để xe rồi xây sửa rồi đó, khó đi. Vẫn tiếp tục con đường Phan Đình Phùng. Mà theo về cái đường xá ở Biên Hòa mà xin đi thấy nó giống như đứt gò anh gì. Nó cứ lên lên xuống xuống. Cũng hay lắm anh chị. Thành phố có những cái hàng cây xanh này rất là quý. Mặc dù trời nắng thì có những hàng cây xanh này thì nó đỡ oi bức hơn. Xin Hy sẽ tìm đường để cùng với anh chị đi ra chợ nhé. Đi ra những cái khu vực trung tâm mà không ghé ngang chợ thì cũng là một cái điều rất là thiếu sót. Mình băng qua con đường Hàm Nghi để chúng ta đi ra chợ. Đây là những cái phố lầu những cái tiệm vàng ở đây, là những con đường bán vàng. Hôm nay vàng quá cao, cao ngất ngưỡng. Đây là con đường Hiền Vương, Nguyễn Hiền Vương. Đây là những cái khu vực buôn bán. Người ta bán ở ngoài thôi. Sinh Y không có đi vào trong lòng chợ gì ha. Bên trong lòng chợ là người ta cho thuê hết rồi. Ta chỉ bán ở ngoài thôi. Tình hình chợ chung là nó cũng vắng, chứ nó không có đông đâu. Đây là, xin lặp lại, Nguyễn, con đường Nguyễn Hiền Vương. Rồi, đây là trước mặt anh chị, đó là dòng sông Đồng Nai. Hướng bên trái là về Cù Lao Phố, Nguyễn Văn Trị. Bên phải chúng ta đó là cái lòng chợ. Để anh chị muốn coi chợ như thế nào, buôn bán như thế nào thì Sunny sẽ có một cái video clip chia sẻ cái đường link để anh chị xem nha. Chợ vắng lắm anh chị ơi, không có ai mua bán hết. Trưa này thật sự là vắng chứ không phải là buổi trưa anh chị. Ở chợ đó là xin đi khoảng 8 giờ sáng đó, vắng. Trưa này đi vào thì thấy các cô chú anh chị ngủ thôi. Phan Chu Trinh, đây là con đường Phan Chu Trinh. Chúng ta đi ra cái nền chợ chợ cũ, nay bán cá. Buổi sáng, cái này bán nhộn nhịp vào buổi sáng.
Rồi Sunny sẽ đi dọc con đường bên trái là dòng sông Đồng Nai và cái hướng này đi về cầu Hóa An. Hóa An anh chị ha. Tại đối với người Nam mình kêu là quá quá thôi chứ thì nó là Hóa An. Nguyễn Văn Trị và cứ mỗi cái à đây có Múa Lân. Đây cái đình nè, cái đình và có cái cạnh Múa Lân. Đây cổ miếu Tân Lân, miếu Tân Lân. Đình Tân Lân, địa điểm di tích. Các em đang múa lân làm gì? Thầy cúng. Có chiếc thuyền. Ở bên kia không biết ngày gì cũng mà có chiếc thuyền anh chị. Thuyền các bạn trẻ Múa Lân. Rồi thôi, cây đa quyết định và Sunny lại tiếp tục đi nha. Đây sẽ dẫn dẫn cảnh Múa Lân nha, ở đình Tân Lân đó anh chị và các bạn. Cúng xong là chiếc thuyền này sẽ ra khơi cầu cho mưa thuận gió hòa. Đây có vịt nè, thịt nè, con gà. Thank you.
Rất là hay anh chị. Đi ngang thì Sunny thấy bà con cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, có chiếc thuyền bằng giấy, và nào là thịt, bánh trái, mú lưng, sau khi đợi nước lên thì thả chiếc thuyền ra sông. Xin đây ghi nhận một tí gì đó gửi cô chú anh chị. Và bên trái thì chúng ta thấy một cây cầu mới, cây cầu Hóa An. Ở đây thì chúng ta quẹo lên là chúng ta về Sài Gòn. Xin đây rất là vui thực hiện cái video clip này để chia sẻ với anh chị những đường phố trung tâm của thành phố Biên Hòa ngày hôm nay. Và bây giờ Xin đây sẽ đi lên cầu Hóa An để về Sài Gòn, và hy vọng rằng Xin đây sẽ cùng với anh chị khám phá Biên Hòa trong những cái ngày tháng kế tiếp. Đây là một cái những video clip mà Xin đi tiền trạm thôi, để coi có những cái gì rồi là về đọc tài liệu và cô chú chia sẻ, lúc đó mình sẽ có những cái địa danh địa điểm để cùng chia sẻ. Rồi, Xin đi kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Mà Xin đi tạm chia tay với cô chú anh chị trong cái clip này nhé. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong video clip sau.